Bỏng ngô thường được xem là một thức ăn nhẹ, một thứ thực phẩm lành mạnh. Nhưng ẩn chứa đằng sau món bỏng ngô mà chúng ta vẫn thường thưởng thức lại là biết bao câu chuyện ly kỳ. Có rất nhiều truyền thuyết, những câu chuyện cổ tích kể về bỏng ngô. Theo một truyền thuyết kể lại rằng vào một mùa hè nọ, trời quá nóng, thời tiết nóng đến nỗi những hạt ngô ở trên cánh đồng ngô bắt đầu nổ bung ra và bay ra khỏi bắp của chúng. Lũ bò và lợn tưởng rằng đó là cơn bão tuyết lớn và chúng bắt đầu bỏ chạy khỏi các trang trại. Thực ra đó chỉ là những hạt ngô được nổ bung ra mà bây giờ chúng mình vẫn thường gọi là bỏng ngô. Trong những câu chuyện cổ tích của những người da đỏ ở Mỹ, truyền thuyết của bỏng ngô được nhắc tới như một câu chuyện vô cùng linh thiêng. Họ cho rằng khi hạt ngô nổ bung cũng là lúc các linh hồn được siêu thoát vào không trung. Đó là những câu chuyện được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Và cho đến ngày nay, những đứa trẻ thậm chí cả người lớn vẫn tin vào những câu chuyện đó. Thế còn nguồn gốc thật sự của bỏng ngô thì sao? Đối với những người đam mê điện ảnh, việc mua bỏng ngô vào rạp chiếu phim chẳng có gì lạ. Thế nhưng ít ai biết rằng bỏng ngô từng bị cấm đem vào rạp chiếu phim vì nó đã phải trải qua nhiều thăng trầm trước khi trở thành vị cứu tinh của các rạp phim ngày nay. Ra đời trước công nguyên, công cuộc khám phá ra món bỏng ngô ngốn một khoảng thời gian không nhỏ, người ta liên tục khám phá được những chứng cứ liên quan đến sự xuất hiện của bỏng ngô. Và người ta đã nghiên cứu về quá trình xuất hiện cũng như phổ biến của món ăn này suốt từ thế kỷ 4 trước công nguyên đến thế kỷ 20 và cho tới tận ngày nay khi món bỏng ngô đã trở nên quen thuộc và vô cùng nổi tiếng. Bằng cách rang những hạt ngô khiến chúng nổ ra do nước và tinh bột bị nén trong hạt được giải phóng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, bỏng ngô thời xưa thường được coi là món ăn giải trí. Những bằng chứng khảo cổ cho thấy khoảng 3.600 năm trước, các thổ dân Mỹ đã cho ngô nổ trong ấm đất sét có lỗ nhỏ trên nắp. Sự xâm lấn của người phương Tây tại châu Mỹ khiến họ tiếp xúc được với ngô và bỏng ngô. Do vị khá nhạt nên những người phụ nữ nội trợ đã trộn thêm bơ đường vào món bỏng ngô cho bữa sáng. Tuy nhiên đến thời điểm này, bỏng ngô vẫn chỉ là loại thức ăn phụ không mấy phổ biến. Máy nổ bỏng ngô được phát minh bởi gia đình nhà Charles Craters ở Chicago, Illinois vào năm 1885. Để thử nghiệm chiếc máy của ông phải vận hành nó ở trên phố và phục vụ thử một vài khách hàng. Ông đã bắt đầu sản xuất những loại máy này và bắt đầu lưu hành nó vào ngày 2 tháng 12 năm 1885. Việc phát minh ra máy làm bỏng ngô càng khiến giá thành loại đồ ăn thơm mùi bơ đường này hấp dẫn hơn nữa. Thế nhưng bỏng ngô vẫn mãi chỉ là đồ ăn vặt làng nhàng của người bán hàng rong, thậm chí bị cấm mang vào các rạp hát. Dù chúng xuất hiện ở các rạp xiếc, lễ hội cùng nhiều hoạt động giải trí, nhưng tuyệt nhiên không hề có trong các rạp hát hay rạp chiếu phim thời kỳ đầu. Vậy điều gì đã làm thay đổi tất cả? Từ hàng cấm đến vị cứu tinh. Trước khi cuộc đại khủng hoảng thập niên 1930 diễn ra, bỏng ngô là mặt hàng bị cấm gắt gao nhất tại các rạp phim hay rạp hát. Trên thực tế, trước khi bộ phim đầu tiên được chiếu vào năm 1896, rạp hát là nơi giải trí chính của tầng lớp thượng lưu. Bởi bối cảnh biểu diễn cần sự tập trung của khán giả cũng như văn hóa thượng lưu thời đó, việc ăn vặt những thứ như bỏng ngô được cho là bất lịch sự. Thậm chí những đồ ăn vặt khác cũng không được mang vào khi xem trình diễn. Vào tháng 4 năm 1896, bộ phim đầu tiên được trình chiếu rộng rãi trước công chúng ở thành phố New York, sử dụng thiết bị từ nhà phát minh Thomas Edison. Năm 1902, rạp chiếu phim có chạy điện đầu tiên được xây dựng, và đây cũng là rạp phim đầu tiên chỉ chiếu phim, chứ không lẫn các chương trình biểu diễn khác. Tại thời điểm này, tất cả các bộ phim đều không có tiếng, và chúng đòi hỏi những người có kiến thức, trình độ, đọc được các dòng chữ phiên dịch hoặc hiểu được nội dung truyền tải. Việc đến rạp phim thời này chủ yếu dành cho tầng lớp quý tộc có tri thức và đương nhiên là phải cấm bỏng ngô hay những đồ ăn vặt gây mất tập trung. Mọi chuyện chỉ bắt đầu chuyển biến khi đại khủng hoảng 1930 diễn ra. Trong khi các loại đồ ăn vặt đều tăng giá thì bỏng ngô lại vẫn rẻ do lượng cung lớn và quy trình sản xuất vô cùng đơn giản. Điều này khiến những người bán bỏng ngô thu lãi lớn. Trái ngược lại, các rạp phim lại phải đóng cửa hàng loạt khi ngay cả giới thượng lưu cũng tiết kiệm tiền trong đại khủng hoảng. Nhận thức được nếu không tìm đường sống, ngành chiếu phim tại Mỹ sẽ bị xóa sổ nhanh chóng và việc những người bán hàng rong bỏng ngô đã thu hút được sự chú ý của một số ông chủ.
Câu chuyện bắt đầu khi RJ McKenna, một giám đốc của chuỗi 66 rạp phim tại Mỹ, dù rất ghét bỏng ngô nhưng vẫn quyết định cho bán tại hành lang rạp chiếu nhằm thu lợi nhuận. Năm 1938, khi McKenna quyết định cho bán bỏng ngô trong rạp chiếu phim, lợi nhuận bán vé của rạp sau khi trừ các chi phí gần như bằng không, nhưng bù lại, họ kiếm được gần 200.000 đô la Mỹ tiền lãi từ bán bỏng ngô. Con số này nếu tính cả lạm phát sẽ tương đương 3,5 triệu đô la Mỹ hiện nay. Tuy nhiên, bỏng ngô vẫn chỉ là một trong số vô vàn đồ ăn vặt thời kỳ này, nhất là khi đại khủng hoảng đã qua và giá cả sinh hoạt dần hồi phục. Vậy tại sao chúng có thể đánh bại những thứ đồ ăn vặt khác để trở thành biểu tượng của rạp phim? Vươn lên nhờ chiến tranh. Trong thời kỳ Thế chiến II, chuỗi cung ứng đường cho nước Mỹ bị gián đoạn, chính phủ cũng ưu tiên cung cấp đường cho quân đội, dẫn đến tình trạng thiếu đường, kẹo hay bất cứ đồ ngọt nào trên những quầy hàng. Hệ quả là các rạp phim giờ đây chỉ còn bỏng ngô là mặt hàng sáng giá duy nhất bán cho khán giả. Đến khi Thế chiến II kết thúc, người Mỹ đã tiêu thụ gấp 3 lần số bỏng ngô so với trước chiến tranh và đồ ăn vặt này chính thức trở thành biểu tượng của các rạp phim. Thậm chí khi truyền hình phát triển vào thập niên 1950, ngành bỏng ngô tiếp tục bùng nổ 500% so với trước đây do các hộ gia đình mua đồ ăn vặt về nhà xem TV nhiều hơn. Ngày nay, món bỏng ngô được chế biến thành nhiều kiểu khác nhau và vẫn được giới trẻ vô cùng yêu thích. Người ta có thể cho một chút bơ mặn, ngọt, tùy khẩu vị để tạo nên những món bắp rang bơ ngon tuyệt và nhâm nhi mỗi khi thưởng thức một bộ phim truyền hình. Bạn có thể tìm thấy món bỏng ngô ở nhiều nơi và vì nó đã vô cùng phổ biến nên giá cả của chúng cũng khá vừa túi tiền. Tất nhiên, bạn không nên ăn quá nhiều bởi ăn cái gì nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe làm đầu đấy nhé. Thêm vào đó, lợi nhuận từ bỏng ngô là nguồn thu chính giúp các rạp phim duy trì hoạt động, bao gồm chi phí đèn đóm, điều hòa, nhân công. Bởi vậy, nếu bạn là người mê phim ảnh và muốn các rạp phim vẫn hoạt động được, thì không phải vé xem phim mà chính bỏng ngô là thứ nên mua.